Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft ở săn kho báu. Và cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi, ngày mà mình chuẩn bị đi săn cái kho báu cuối cùng á. Vì mình đã sở hữu được cái khung để kích hoạt cánh cổng kho báu VIP nhất rồi nè. Hơi hồi hộp ấy nha, đây cũng là lần đầu của mình. Hy vọng là chúng ta sẽ suôn sẻ ha. Đó, khi mà mình lắp vào thì hai cây nến ở cánh cổng nó đã bắt đầu sáng lên rồi. Lúc bình thường thì nó sẽ không có sáng đâu, nhưng mà khi lắp vào cánh cổng kho báu thì nó sẽ sáng lên như vậy á. Chứng tỏ là mình có thể chế tạo được cái viên đá kho báu cuối cùng và kích hoạt lên rồi. Và để làm được viên đá kho báu cuối cùng thì mình sẽ cho vô cái bàn chế tạo giống như bình thường ha. Và mình sẽ cần có thêm một thứ nó kiểu như là xịn sò hơn nữa. Nó có tên là BOG ha. Mình cần một cục BOG cho vô đây. Đấy, nó sẽ thay đổi công thức một tí. Mình sẽ cần có 4 cái idol khác nhau. Để mình thử, mình cho vô thử coi. 1 2 Rồi, chính xác rồi. Nó cần 4 cái idol có cái màu mắt khác nhau nha. Mình còn thiếu cái màu mắt màu xanh cũng như là màu đỏ. Màu đỏ. Ôi, mình không có cái nào màu đỏ ta. Phải ron thêm rồi. Nó tốn khá là nhiều ha. May là mình để dành từ đầu tới giờ á, nên cũng không có sợ lắm. Ui, hiếm vậy. À, đây rồi, đây rồi. Có rồi nè. Một cái màu đỏ. Giờ còn thiếu một cái màu màu xanh nước biển. Có luôn nè. Đấy. Sau khi cho đủ công thức thì ấn cái nút này để cho nó bắt đầu chế tạo ra viên đá kho báu cuối cùng ha. Đó. Viên đá này nhìn nó cũng rất là khác biệt so với những viên đá thông thường ha. Ố, nhưng mà được cái là mình vẫn còn viên đá kho báu ở trong đây. Ê, như vậy là mình chỉ cần tốn những cái BOG với lại những cái idol thôi là chúng ta có thể chế tạo vô hạn những cái viên pha lê kho báu cuối cùng này ha. Như vậy thì cũng đỡ đi. Rồi. Và mình sẽ không chần chờ gì nữa. Anh Hội, đi ra chỗ khác. Nguy hiểm lắm đó, đi ra đi. Tôi còn chưa chắc là có thể đi về được hay không. Anh đi ra chỗ khác. Nguy hiểm đó. Rồi, mình sẽ kích hoạt cánh cổng kho báu cuối cùng lên. Căng thẳng quá. Nhưng mà để mình chuẩn bị lại một xíu cái đã. Hiện tại thì Eternal của mình đang mặc cái set đồ Netherite Magic. Và chuyến đi lần này thì mình nghĩ mình nên mặc cái set đồ này thay cho set đồ thép rộng lửa đó. Tại vì lần này mình không có tự tin cho lắm, nên phải mặc một bộ giáp thiệt là mạnh ha. Đồng thời thì mình sẽ hồi sinh lại những Eternal đã bị đánh gục của mình. Thiệt luôn á, bữa nào Eternal của mình cũng bị đánh gục là sao ta. Kỳ thế nhờ. Giáp bọng là mình cũng cho là giáp xịn rồi, kiếm cũng là kiếm xịn rồi đó. Kỳ đấy. Chắc là tại do quái vật bây giờ nó quá là mạnh đi, nên Eternal của mình khá là thọt lại so với quái vật ha. Đâu, mình thử cho cầm cái vũ khí của quỷ Satan luôn nè. Đó, lên 20 sát thương rồi. Vô. Phải vậy chứ, mình còn vũ khí nào xịn xịn không? Ờ, cái kiếm này. Cái kiếm này cũng mạnh nè. Cho Eternal mình luôn. Vô. Bây giờ hai Eternal của mình đều rất là mạnh rồi ha. Phải vậy chứ, phải mạnh lên để còn gánh tem tiếp mình nữa. Mình thì mình vẫn dùng cái thanh kiếm Mega thôi. Mà ví dụ nha, cho Eternal cầm cái kiếm Mega thì sao? Oh my god. Eternal cầm kiếm Mega là sẽ lên 100 sát thương. What? Oh, nhưng mà hiện tại thì mình không biết mình còn đủ cái khối magic không á. Để mình gom hết ra coi có đủ làm được thêm một cây kiếm nữa không. Thiếu rồi. Ơ, đâu thiếu. À, đủ 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 nha. Đủ làm một cây thôi. Ờ, còn khối netherite thì mình đủ công thức chế tạo không. Một. Ôi, chú cha, căng rồi. Chắc thiếu quá. Ờ, đúng rồi, mình thiếu rất là nhiều những cái netherite luôn. Có nên chơi lớn không trời. Mình đầu tư cho một Eternal của mình cầm kiếm Mega giống mình luôn.
Cái này chắc ok lỡ rồi. Để chuẩn bị cho cái chiến săn kho báu cuối cùng á, thì mình sẽ đầu tư cho Eternal mình một cây kiếm mega xịn cực kỳ luôn ha, để còn hỗ trợ mình nữa. Chịu khó đi thăm ngàn thôi. May là bây giờ mình đã có thể thoải mái farm những cái công trình bên thế giới màu tím này á, nên việc tìm Netherite cũng không quá là khó ha. A few moments later. Chuyện này là chơi tới bến luôn nè. Đầu tư cho cả mình và cả Eternal luôn nha. Rồi, làm thêm kiếm thôi. Ôi, vẫn còn thiếu. À, còn thiếu một khối Netherite. Rồi, làm thêm một cái khối Mega nữa. Vậy là mình có 4 khối Mega, tương đương với việc là mình làm được 2 cây kiếm Mega luôn á. Đây, 1 cây và 2 cây. Tới công chuyện luôn. Kim Enchant sẽ có một cây trước á. Tiếp theo là Kumara. Kumara cũng sẽ có một cây nữa. Như vậy thì mình đã có được 2 Eternal có sức tấn công là 100 rồi. Quá xá đã luôn. Giờ Eternal của mình đều đã mạnh rồi ha. Bây giờ còn mình thì sao nhờ? Mình thì mình có gì để tăng sức mạnh lên nữa không ta? À, mình sẽ mang theo những trái táo. Đúng rồi, mình sẽ mang theo những cái trái táo mà nó sẽ hỗ trợ mình khá là nhiều này. Nhất là trái táo cho trái tim hấp thụ ha. Mình lấy thôi, mình lấy một stack rưỡi thôi. Rồi táo cho mình coi còn gì không. Ồ, cái này kháng lửa nè. Tốt, mình sẽ lấy thêm táo kháng lửa ha. Táo cho mình chặn đòn nè. Rồi táo cho mình sức mạnh. Ok, lấy luôn. Và còn có táo cho mình kháng cự nữa. Được quá nha. Ok, mình sẽ đem những cái loại táo này ha, để khi mà trước khi đánh boss chẳng hạn thì mình sẽ ăn vô. Còn về bạn đồng hành thì mình còn có thêm rồng nữa, để xem coi mình còn đủ thức ăn để làm thức ăn cho rồng không. Mình sẽ nuôi rồng lên cấp 100 luôn. Giữ đồ ăn lại. Coi trong kho còn không, còn thì chế, còn không thì thôi ha. Chứ mình chế một hồi mình hết đồ ăn đi khám phá là mệt nữa. Mình sẽ làm thiệt là nhiều nha. Để coi có đủ cho. Vét sạch kho mình thì cũng được một stack mấy đồ ăn cho rồng nè. Quá tốt luôn. Vậy là bây giờ mình có thể nuôi rồng sấm sét lên cấp 100 luôn rồi. Như vậy là có thêm một em rồng thứ hai lên cấp 100 nha. Wow, chuẩn bị nè. Rồng sắp xét sắp lên cấp 100 rồi. Chăm chưa? Đấy rồi. Rồng sắp xét đã đạt cấp 100 rồi á. Và bây giờ có thể nói là rất là mạnh luôn á. Trời ơi, con phun sắp xét kìa. Nhìn lực thiệt sự ha. Thích ghê luôn. Ngoài ra thì mình còn có rồng lửa nữa, nên mình sẽ cho rồng lửa ăn thêm vài phần còn lại ha. Tuy thua những người anh chị em khác nhưng mà không sao. Với 25 phần ăn này thì chắc rồng sẽ đủ lên cấp 95 rồi. Wow, cấp 95 cũng tương đối là cao rồi đó. Cũng được ha. Ok luôn. Rồi, giờ thì đội hình của mình sẽ bao gồm 3 em rồng với cấp độ trên 90 hết rồi. Nên chuyến này đi mình cũng đỡ lo hơn rồi đó. Bây giờ thì nhìn bé sói với anh Hợi thêm một lần nữa. Ủa mà quên. Ủa sao giống như tạm biệt luôn vậy? Không. Như thường ngày mà quên. Ẩu ơi. Chuyến này đi, mình mong là chúng ta sẽ mang thật là nhiều kho báu về ha. Ba lô còn rất là to nè. Đợi anh nha bé sói. Đợi tôi về nha anh Hợi. Giờ thì chắc mình đi vô cánh cổng kho báu cuối cùng này thôi. Chưa gì nó đã hiện thông báo lắm rồi. Đây là cánh cổng kho báu cuối cùng. Và nó sẽ dẫn mình tới 4 hướng khác nhau hay sao nè. Chính xác là như vậy rồi. Nó dẫn mình tới 4 hướng khác nhau ha. Hình như với mỗi hướng thì mình sẽ có một cái thử thách khác nhau thì phải. Chính xác là như vậy rồi. Ở đây nó tương đương với 3 màu hả ta? Để mình coi màu nào mình thích nhất coi. Không có màu hồng rồi. Mà có màu xanh biển này nhìn cũng ok nè. Cơ mà ví dụ như mình đập cái này thì được không nhờ? Ê?
Nó cho mình đào mấy cái khói này mang về. Ai cha cha, vậy thì thích lắm luôn. Mình có thể tha hồ mà đào những cái cluster này mang về luôn nè. Ui, đã nha. Vàng bạc các thứ nữa. Đó, cái này mới là cái cổng thôi á, mà nó giàu có như vậy rồi. Để mình coi coi nó có chỗ nào có cái khối netherite không. Nhìn coi có cái khối netherite không á. Để mình lượn một vòng trước rồi đó. Có khối netherite không? Ồ, tiếc quá, người ta không xây bằng khối netherite á. Phải xây bằng khối netherite là tới công chuyện với mình nữa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì mình quyết định là mình sẽ vô cánh cổng này. Cánh cổng màu vàng này, cái thử thách của nó là mình cần phải kiểu như thu nhặt một số lượng ngẫu nhiên kho báu mà nó yêu cầu á để vượt qua màn ha. Nghe có vẻ cũng khá là dễ để thực hiện á. Ok, vô thử coi. Thử thách đầu tiên trong cái cánh cổng kho báu cuối cùng này ha. Nó bắt mình tìm những cái món đồ ở phía trên kìa. Ôi, ở đây nó còn có cái đồng hồ cát gì đó. Ui, mà sao thời gian ít vậy? Chả nhẽ là... hay là mình lắp cát vô để mình tăng thời gian ta? Cũng có thể lắm nha. Đâu, mình thử lắp thêm một ít cát vô nữa coi. Coi nó có lên thời gian thì không? Chính xác rồi. Mình có thể kéo dài thời gian bằng cách cho cát vào đồng hồ. Rồi, vậy là thoải mái rồi. Hú hồn chim én, từ đâu mới vô mà nó cho mình có 5 phút là thấy toang đấy. Giờ công việc còn lại của mình là tập trung đi tìm những cái kho báu mà nó yêu cầu thôi. Và cũng không quên nhặt cát, nhặt những cái hạt cát sa mạc nha. Hạt cát kho báu nha. Lâu đâu có con gà đây nữa này. Chưa, đợi xíu. Gần hết thời gian rồi, nạp thời gian. Nạp tiền đi. phải tăng thời gian lên lẹ. Mình tăng dư được luôn nè. Ôi, cái gì đây? Trời ơi, mình nạp nhiều quá là nó sẽ cho thêm quái vật để nó quýnh mình á. Ui, sợ quá, phải nạp thêm nữa coi. Đào mãi cuối cùng cũng có được đôi bông tai rồi. Có vẻ cái đôi bông tai là thứ khó tìm nhất trong cái thử thách lần này á. Và số lượng của nó thì chỉ có 12 thôi. Cố lên nào. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình vẫn chưa tìm được cái căn phòng mà mình có thể cất những cái kho báu này vô nè. Mình phải cất vô được thì mình mới hoàn thành được cái thử thách lần này. Còn không là cứ lanh qua lanh quẩn là cứ nạp cát vô đồng hồ cát rồi tìm kho báu vậy thôi á. Nhờ mình bật kỹ năng nhìn xuyên tường coi. Mình có định vị được cái chỗ cái rương không? Có vẻ gần đây không có cái rương nào luôn á. Chu choa, căng rồi. Hay tại vô đây là mình không được dùng cái kỹ năng đó nha. Ui, sao gần đây không có bất kỳ cái rương cất đồ nào à? Ui, chắc một xíu phải về đây nạp giờ thôi. Về cái cánh cổng đây nạp giờ thôi, gần hết giờ rồi. 2 phút hả? Trước sau cũng quay về nạp giờ thôi, giờ mình quay về mình nạp giờ trước đi. Để còn tập trung đi đi tìm nữa. Nạp giờ. 4 phút rồi. Nạp lên tầm 7 phút giống như hồi nãy ha. Đừng có nạp nhiều quá cái nó kêu quái ra nó bán hành cho mình nữa. Rồi đi tiếp. Thiệt luôn á, nãy giờ đi mình không thấy cái rương cất đồ là sao nhờ? Lừa rồi. Cho đồ mà không cho rương cất đồ là mệt á. Nạp lần cuối nè. Rồi chúng ta đi tìm cái lại thêm quái rồi. Mình nạp lần cuối rồi chúng ta sẽ đi tìm cái chỗ cất đồ nha. 7 phút để tìm chỗ cất đồ ấy. Đi hướng này đi. Thấy rồi. Này thì giấu tầng trên hả? Thì ra là nó giấu ở tiếp tầng trên lận. Để mình coi nó còn kho báu gì không. Hết rồi. Trên này thì chủ yếu là căn phòng này để mình đi tìm mấy cái món đồ trang sức mà nó yêu cầu thôi ha. Cất vô.
Thì chúng ta đã thành công vượt qua cái thử thách đầu tiên. Và mình được nhận cái Wender Essence. Wender Essence Uptime này. Cái này có dùng được không? Cái này nó kiểu như một cái đồng hồ ấy. Nhưng mà mình dùng hiện tại thì chưa được nè. Cái này chắc về nhà phải nghiên cứu thêm rồi. Còn bây giờ thì để mình bổ sung thêm một ít trái táo để chuẩn bị cho cánh cổng tiếp theo ha. Cánh cổng tiếp theo là cánh cổng đối diện luôn đi. Cánh cổng Thanos ha. Mình cần phải tìm 10 cái Obelisk và đánh bại 10 con boss luôn. Trời đất ơi. 10 con boss á. Ui sao mình nghe áp lực vậy ta? Nghe hơi bị áp lực luôn á. Mà không sao, áp lực tạo nên kim cương mà sợ gì. Đi, ăn trái táo rồi vô nè. Rồi luôn nhá. Ồ, cái này là cánh cổng mà kiểu như mình được chọn hướng đi nè. Đây, mình chọn hướng bắc ha. Wow, có lý, có lý. Mình chỉ cần lắp đầy cái thanh này là hình như là mình sẽ có thể triệu hồi. À không, có thể thấy được một cái căn phòng có phiến đá đấy. Giờ mình sẽ tiếp tục là cộng 2 đi. À, cộng 90 giây luôn cả. À không. Ok, lấy 90 giây đi ha. Ê, nhiều khi là mình đi thêm hướng nam một lần nữa là chúng ta lắp đầy được một cái ống rồi. Và như tiếp theo là mình sẽ đánh boss thì phải. Đúng không? Ừ, chính xác rồi. Khi mà mình đầy cái ống là mình sẽ đánh boss nha. Đánh boss rồi, chuẩn bị đánh boss rồi. Ăn táo vô, ăn táo vô, ăn táo vô. Ăn đủ lỗ táo luôn. Cái này là táo cho chết. Táo cho sức mạnh đây à. Táo cho chặn đòn. Táo cho kháng lửa. Mình ăn đủ rồi táo luôn á. Rồi, vô. Vô. Bật răm bay lên. Kêu Eternal ra nữa. Xử đi. Xử đi Eternal. Đúng rồi, hội đồng đó. Này tôi boss. Này tôi boss. Này thì boss nè. Rồi, mình đã đánh được một boss đầu tiên rồi. Ôi da, nhưng mà bị mù lò. Tiếp tục, tiếp tục. Mình còn 9 boss cần phải đánh bại á. Tiếp theo, tiếp theo, boss tiếp theo nào. Chuẩn bị cho boss thứ hai nhá. Căng quá đi. Lại là trên này. Trời đất. Mình ăn tiếp, mình còn sức mạnh không vậy? À, mình vẫn còn sức mạnh. Nhưng mà kỹ năng rampage của mình chưa có hồi. Xúc luôn. Lần này đánh bước. Ôi da, sao đánh đau vậy? Trời đất. Chơi, 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 chơi. Ui, sao boss mạnh dữ vậy? Ai da, ai da, ai da. Cẩn thận nha. Mình phải lấy thuốc hồi phục ra, mình hồi phục lại thôi. Không ổn rồi. Mình nghĩ là mình giáp lá cà không lại boss á. Boss tới 2.500 máu lận. Trời đất. Ồ, chiếc này mình lành ít dữ nhiều rồi các bạn à. Có vẻ không ổn rồi. Ui, ui, mình mất vật tổ truyền sinh luôn rồi. Căng rồi. Ôi, một máu kìa. Boss còn một máu thôi. Cày thế. Chút xíu nữa chúng ta đánh bại được boss rồi. Thử lại nhá. Lần đầu có vẻ hơi khó rồi. Và các bạn cũng thấy rồi đó. Con boss nó tới 2.000 mấy máu lận. Trời đất ơi. Nó đấm mình không trượt phát nào luôn. A few moments later. Và thật sự là mình không thể đủ thời gian luôn á. Ôi, kiểu như đánh muốn vượt qua được cái cánh cổng kho báu. Đâu rồi? Cánh cổng này á, là mình phải có đồng đội hoặc là có thật là nhiều Eternal thì may ra mới kịp. Chứ một mình là kiểu không có kịp thời gian luôn. Thôi thì vô tạm cánh cổng này ha. Cánh cổng màu đỏ này thì mình sẽ kiểu như à, chiến đấu với quái vật giống như là mình thử thách trong cái đấu trường vậy á, trong cuộc xâm lược vậy á. Tựa tựa vậy ha. Ồ, chính xác rồi. Ra là vậy. Lần này thì có cộng 50 cấp độ cho quái vật hả? Ui gì sợ vậy? Mình sẽ kêu Eternal mình ra chung. Ừ, mình vẫn còn một Eternal nè. Rồi, cùng nhau chiến đấu nha. Cố lên. Ui ui, đây gọi quái nó xuất hiện rồi. Hơi bị đông nha. Số lượng quái vật hơi bị đông á, nhưng mà cũng khá là dễ vượt qua thôi. Ý. Ồ, phải gì nó mới hợp lý nè. Rồi, vượt qua màn thứ hai rồi.
Để coi màn thứ ba sẽ dẫn mình tới đâu đây. Và liệu rằng lần này thì mình có thể kêu rồng ra đánh tiếp mình hay không? Thử nào. Ồ, vẫn không cho mình đánh kêu rồng ra nha. Kiểu cũng như mình bước vô đấu trường này là chỉ có một mình hoặc là Eternal vô tham chiến thôi. Còn mấy cái con vật khác thì không cho mang vào ha. Khá là thiệt thòi luôn. Thôi, mình sẽ đánh nốt con này. Và xong rồi. Ừ, chúng ta đã vượt qua cái cuộc xâm lược đầu tiên. Đến với căn phòng thứ hai là một căn phòng hoàn toàn khác nha. Trời. Lần này thì quái vật nó đã tăng thêm 20% máu rồi. Ui căng vậy. Hơi căng nha. Ui, lần này còn có mấy NPC YouTuber nữa kìa. Căng rồi, né né ra đi. Gì vậy? Hội đồng hả? Trời đất ơi, chơi hội đồng. Này thì chơi hội đồng. Dám chơi hội đồng với mình hả? Nữa, mày hai có vẻ càng đông hơn nữa kìa. Trời đất. Quá trời quá đất đông rồi. Oh no. Đi ra đi. Cứu. Chơi mà chơi dí gì đó. Ui, này thì quýnh hội đồng hả? Bước vô đây. Ơ, sao gà đi lạc đâu ra vậy? Trời đất ơi. Còn một con nữa. Hiện tại còn một con vét, không biết là nó núp ở đâu này. Ở trong cái cánh cổng kho báu thì lâu lâu nó sẽ có một vài tên kiểu như là bảo vệ á. Mấy tên này thì mình đụng vài hit. Ui, nó cũng khá là trâu á. Nó tới tận 1000 mấy máu lận. Nhưng mà với sức tấn công của cây kiếm của mình thì nó cũng không có tuổi á. Cánh cổng tiếp theo là cánh cổng tìm bánh đó. Cũng là một trong những cánh cổng mà mình khá là ghét luôn. Nhưng mà thôi kệ, ghét thì cũng phải làm thôi. Phải vô thôi chứ biết sao giờ. Vô. Để xem. Lần này thì mình sẽ tìm bánh ở trong căn phòng. Có vẻ là nó trống hơn. Ồ. Đó là một điều kiện lý tưởng để mình có thể tìm bánh. Ồ, cái này cũng không quá khó đâu. Nếu mà phòng trống như vậy thì dễ tìm này. Nhưng mà khoan. Ê. Ui, sẽ có những con bò nó cản trở cái việc tìm bánh của mình. Trời đất, nhiều bò lắm. Mình không thể đáp đâu, mình đáp xuống là bò nó hung mình á. Đây, cái bánh thứ hai đây à. Yes, chúng ta đã có được hai cái bánh rồi. Và mỗi lần mình nhặt bánh thì nó sẽ cho mình thêm một cái hiệu ứng hay sao á. Hiện tại thì nó cho mình thêm cái hiệu ứng gì đây? Cộng thêm những cái con bò. Trời đất. Mình bắt đầu không có thiện cảm với mấy con bò bên đây rồi đó nha. Ồ, đây, cái bánh nó giấu ngay đây nè. Nó giấu kỹ thiệt chứ. Chúng ta đã có được 3 cái bánh rồi. Cố lên nào. Với cái đà này thì không lâu đâu, chúng ta sẽ tìm được đủ 42 cái bánh thôi. Mà có gì đó sai sai, mình càng ăn bánh mình lại càng ít máu ta. Mình ăn một hồi mình còn có 4 trái tim à. Mình phải liên tục ăn những trái táo để bổ sung thêm trái tim hấp thụ ấy. Ăn một hồi chắc hết tim luôn quá. Bây giờ mình phải thiệt là thận trọng luôn á. Mình mà đáp xuống là mấy con bò nó hung mình liền. Nãy giờ mình bay không ngừng nghỉ luôn á. Cứ đáp xuống là bò nó dí lại nó hung mình ha, lia lịa hết. Thiệt luôn á. Ăn có mấy chục cái bánh thôi mà bị mấy con này nó quýnh á. Từ nãy tới giờ còn có một trái tim kìa. Mình còn bay thôi đó, mình không dám đi bộ luôn mà. Rồi, cố lên, còn một cái nữa thôi. Mình ăn hết bánh của mấy con bò này luôn, cho nó khỏi đánh mình nữa. À đây rồi, nó đây luôn. Cái cuối cùng. Yes, thành công rồi. Ăn bánh không trả tiền là bị quýnh á. Và cái... Oh, nó còn cho mình một cái bánh luôn. Oh, đi chơi có quà đem về luôn nè. Cho mình hẳn một cái bánh. Với cả là hai cái Velaras Essence. À, không biết mấy cái này có công dụng gì ha. Nó chả có công thức gì liên quan hết á.
Chắc đây là kiểu như hàng trưng bày bên thế giới kho báu này vậy. Mình đoán vậy. Mình hiểu rồi. Như vậy là khi mỗi khi mình vượt qua một cái thử thách thì mình sẽ có được những cái essence tương ứng ha. Và hiện tại mình đã có 3 cái essence trên tổng cộng là hình như là 4 essence thì phải. Ở đây mình thấy nó có 4 cái bức tượng nè. Hiểu nha, hiểu cái cơ chế thôi. Giờ thì chắc mình sẽ cất hết mấy cái essence này vô ha. Một xíu thì mình sẽ dùng nó sau. Còn giờ thì đi vào cái cánh cổng còn lại thôi. 10 vòng, cố lên. Hồi nãy mình chịu được tới vòng thứ 5 là hay rồi. Làm lại nào. Yes, mình đã làm được. Và như vậy thì chúng ta đã có đủ tất cả những cái essence cần có để có thể triệu hồi được cái boss cuối cùng rồi. Nếu như để ý thì mỗi cái bức tượng như vậy là mình cần phải kiểu như gắn hai cái sen vào phần con mắt cơ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gắn luôn nhé. Đầu tiên là cái sen màu xanh nước biển nhạt trước. Dạ, lắc. Hơi lắc rồi đó. Gắn vào đây. Đó, gắn vô thì con mắt nó sẽ trở lại bình thường nè. Ghê chưa? Ở đây nữa. Rồi, hai con mắt. Giờ thì tới hai cái sen màu xanh lá cây nè. Ở bên đây. Và ở bên đây. Kế tiếp đến là hai cái essence màu vàng. Bên này. Ui. Hơi cao nha. Một cái, hai cái. Và cuối cùng là hai cái essence màu đỏ. Mình cũng mới nhặt được luôn. Ồ, mình mới thu gom được thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ an toàn khi mà đánh nhau với boss nha. Chưa để mình đồ đạc mình chuẩn bị là hết cái đó. Mũi tên các thứ nè. Mũi tên. Máu. Rồi ok, mình nghĩ như đây là cũng ok la để chúng ta có thể đánh boss rồi đó. Nếu như mà chịu hoàn phát ra boss luôn thì xúc boss luôn ha. Hơi gung quá. Tại vì bây giờ nếu mà có boss thì chắc sẽ boss sẽ rất là mạnh đấy. Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi mà. Vô. Rồi. Bây giờ thử thách cuối cùng. Ồ, nó đang đếm ngược 15 giây à. Ủa, tranh thủ, ăn. Ăn lấy, ăn để vô. Ăn vô. Ăn đủ các thứ vô. Ăn cái này nữa. 1 giây. Đưa mình đi đâu vậy? Ui, gồ, mình thấy thanh máu boss rồi. Ui, đây rồi. Oh my god. Trận chiến cuối cùng mình phải đánh với boss này sao? Ây da. Nó khạc cái tia gì vậy? Ui, boss này mạnh lắm. Rồi. Boss này khạc cái tia gì á? Ây da. Trời, cắn rồi. Kèo này khó thật sự luôn á. Nữa cơ. Không ổn rồi. Không cho. Quất khủng. Căng quá. Boss gì mà mạnh dữ vậy? Mình bay mà muốn không né nổi được cái tia luôn á. Xong rồi, gặp boss dân chơi rồi. Mình phải gắng áp sát lại mình để mình tấn công thôi. Áp sát thì may ra còn có cơ hội thắng á. Hay. Ủa, boss đâu rồi? What the heck? Ủa?
Ủa? Ê! Ui trời ơi, đang đánh nhau, boss thấy mình mình non quá, cái boss không thèm đánh nhau với mình hay sao rồi? Alo? Boss đâu rồi? Ủa? Ơ sao tự nhiên tự nhiên boss te le đi đâu rồi? What the heck? What the heck? Sao cay thế nhờ? Trời đất ơi! Mình với rồng đánh cả buổi trời, bây giờ boss còn nhiêu đây máu? Nó lại tóc biến đi mất rồi kìa. Thiệt luôn, không hiểu là bị làm sao rồi. Lần này là lần thứ tư rồi. Đánh boss thì khó, mà boss thì chơi chơi lại. Ui. Ui. Ôi sao nó vẫn tấn công mình được này? Đây là những cái đòn tấn công của nó nữa. Rồi nó đâu? Ủa? Chiến thắng rồi. Ừ? Và sau khi chiến thắng thì rồi mình hiểu rồi. Khi mà đánh boss ở cái kho báu cuối cùng là một mình phải tự thân mình chiến đấu nha, mình không được kêu đồng đội ra, không thôi là mình sẽ kiểu làm cho con boss nó teleport chỗ khác á. Và đây, đây chính là cái cúp dành cho người chiến thắng nè. Trời ơi, đây là cái cúp hay sao? Ơ, phần thưởng chứ có vậy thôi à. Ôi chưa, để mình ngủ giấc rồi đó. Ròng rã mấy tiếng ở bên bển, chỉ mang về được đúng cái cúp này thôi á. Nà ní. Uầy, cái cúp này đáng đồng tiền bát súp lắm á nha. Để mình treo chỗ nào đẹp đẹp ơi. Treo chỗ nào nha. Thôi, mình rửa tay gác kiếm luôn, không đi săn kho báu nữa. Đủ rồi. Quá là trầm cảm rồi. Bữa nay nuôi rồng cho đã, rốt cuộc không có dùng được rồng luôn. Một chỗ thì không cho dùng rồng, một chỗ thì dùng rồng một hồi thì boss dịch chuyển chỗ khác. Wow, thiệt sự. Mà trong khi mình có hẳn 3 em rồng luôn. Cay thế nhờ. Và cuộc hành trình nào thì cũng sẽ có kết thúc thôi. Và cái hành trình đi săn kho báu của mình tới ngày hôm nay nói chung thì cũng khá là thành công. Khi mà mình sở hữu riêng một căn nhà để mình có thể trưng bày những áo giáp bên thế giới kho báu nè. Có một cái ngôi nhà nho nhỏ, nơi mà mình có thể bầu bạn với bé sói hoặc là anh hợi ha. Lâu lâu thì ngồi cưỡi lạc đà hoặc là cưỡi rồng đi khám phá nè. Nói chung thì cũng tương đối ok. Chỉ tiếc là lần này mình chưa có thể kiểu như là đánh boss một cách ok la nhất. Vì khi đánh boss cùng với các em rồng á, thì con boss nó phát hiện ra là mình chơi mình chơi bịp, nên là nó te le chỗ khác luôn, rất là cay cú ha. Nhưng mà không sao, ai biểu nó dám ăn hiếp mình chi, mình phải kêu rộng ra quýnh hội đồng nó liền chứ. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái hành trình đi săn kho báu vừa qua. Tuy là mình vẫn chưa đạt cấp độ cao nhất đâu, và còn rất là nhiều những cái điểm nâng cấp mà mình chưa có nâng cấp mắt nè. Nhưng mà dù sao thì chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày tháng đi săn kho báu khá là thú vị ha. Và cảm ơn các bạn đã dõi theo cái hành trình này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái hành trình kế tiếp đang chờ đón ở phía trước. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.